yêu cầu là bây giờ mày không làm việc với cả nhà trường người ta không làm việc cả, thì mày không nộp bản kiểm điểm nhé, thì mời mày về cho trường người ta hoạt động. Đấy, ông Đức ông ấy có phòng làm việc và có sự có mặt ông ấy ở trường mà ông ấy đứng ở cổng kia để ông ấy từ chối, ông ấy bất hợp tác, ông ấy trốn tránh thực hiện nhiệm vụ đây. Đây công văn của Ủy ban thành phố người ta yêu cầu ông ấy giải quyết mà ông ấy không giải quyết, ông ấy trốn ở thế kia. Thế thì vừa xong vừa thấy nói rằng là bây giờ là nên lột cái bản kiểm điểm chứ đúng gì đấy. Đây ông Đức. Thế thì bây giờ không hợp tác, không lao động, đây. Không lột bản kiểm điểm. Ông thì Đức ông ấy. Thôi bây giờ đi về cho nhà trường. Ông ấy khóa cửa. Giờ làm việc, giờ hành chính mà ông khóa cửa như này là ông sai rồi. Đấy, không phải là nhà riêng của ông đâu mà ông thích khóa, ông thích mở, ông thích tiếp ai để tiếp, ông không thích tiếp ai thì thôi. Và đây là Ủy ban thành phố người ta có công văn. Người ta yêu cầu ông ấy giải quyết cái nhiệm vụ của ông ấy làm hiệu trưởng, làm bí thư chi bộ. Thì ông ấy lại trốn tránh và ông ấy lại có cái thái độ bất hợp tác như này và ông ấy cho bảo vệ đến để giải quyết thay sao này. Bảo vệ không giải quyết thay nhá. Vâng. Đấy là tôi nói mày nghe đấy, nó truyền đạt lại ý kiến là như thế nhá, chứ không phải giải quyết, tao mà giải quyết được thì không phải là như thế nhá. Ừ. Chứ mày đừng nói cái chuyện là bảo vệ đấy, mày hay là mày là cô giáo mày nhấm chữ mày nói hay là mày cứ bảo là bảo vệ là giải quyết. Bảo vệ thì đến đây là không có cái khác mà người ta. Đây ông Đức ông ấy đang lang thang ở dưới sân trường kia. Thế thôi nhá. Ông Đức ông ấy đang lang thang ở dưới sân trường đây kia đây. Chú ơi, cháu góp ý chú một lần nữa. Cháu đến đây để làm việc chứ không phải đến đây để chơi. Và đây chú nhìn đây, nếu chú đọc chữ, nếu chú đọc được chữ thì chú nhìn hộ cháu, đây là công văn 1794 của Ủy ban thành phố. Người ta yêu cầu đến làm việc với hiệu trưởng để được cung cấp các cái văn bản và tòa người ta cho yêu cầu trong 10 ngày thôi. Thôi, chú chỉ có bổn phận đó là trông coi cơ sở vật chất và nếu như có an ninh trật tự, người ta vi phạm pháp luật, gây rối thì chú mới can thiệp. Còn ở đây, cháu là đảng viên, hiện nay vẫn là đảng viên của chi bộ. Đến làm việc với cấp trên của mình. Mình nghe thấy và thì mình nghe thấy hẳn bí thư chi bộ. Đó là nhiệm vụ của bí thư và đây là phòng làm việc của bí thư chi bộ và hiệu trưởng. Bảo với tao là bây giờ là mày không nộp bản kiểm điểm thì mời mày về cho trường hoạt động, còn mày nộp bản kiểm điểm thì người ta tiếp tục làm việc với mày. Đấy, nếu tao nói sai thì tao chịu trách nhiệm với mày. Thứ nhất là cháu góp ý lại một lần nữa, thứ nhất là về cái trách nhiệm và thứ hai là cách xưng hô. Cách xưng hô. Cái việc xưng hô là cần chuẩn mực. Không mày tao như thế này, các cháu đã học nó sẽ học những cái điều nó không đúng. Chú vừa giờ chú sỉ nhục, chú xúc phạm cháu. Tại vì sao mày cứ làm phiền với mày? Chú đừng nói vậy, bây giờ cháu không nói chuyện với chú đâu. Ông có làm được việc hay không? Chú đừng nói như thế. Thế thì mày cứ nói là mày đúng, mày vào trong trường mày hỏi ai hoặc là mày nói gì, mày cứ thôi. Thứ nhất là chú, nếu chú nói chuyện với cháu thì chú phải xưng hô. Thứ nhất là chú cháu. Vì sao nhá, mày tao phải. Còn nếu không thì chú hãy trật tự cho cháu nhờ. Thế thì không, tao mời mày về. Không, cháu có đến đây để chơi mà cháu có đến đây hỏi chuyện với chú đâu. Cháu không làm việc với chú. Cháu không làm việc với chú, cháu làm việc với ông Đức cái này. Ông Đức ông chả bảo sao, bảo là về đi gì đó. Không, trách nhiệm của ông ấy không. Nếu ông Đức ông ấy hưởng lương thì ông phải làm. Trừ trường hợp hôm nay ông Đức ông ấy không còn là bí thư chi bộ, không còn là hiệu trưởng thì ông ấy đi đâu thì đi. Ông Đức kìa, ông Đức ông đang lang thang ở trường rồi, ở sân trường rồi ông đi chỗ nọ chỗ kia, ông không về phòng làm việc bao nhiêu ngày tháng rồi. Mày lộp bản kiểm điểm thì mày không lộp. Chú không can thiệp vào việc của cháu. Tao không can thiệp, cháu nộp cái gì đúng thì cháu sẽ nộp. Cháu nộp cái gì đúng thì cháu sẽ nộp, chứ cháu không thể nào làm sai được. Người sai thì cháu sẽ phải góp ý để sửa chữa và bí thư chi bộ đang sai rồi. Cái gì hả chị? Cái gì hả chị? Em gửi chị. À, tức là chị đã định giúp em là gửi cái văn bản phản hồi ý kiến của bí thư và các cái đơn kiến nghị để mà bí thư giải quyết cái nhiệm vụ, cái công việc của bí thư và hiệu trưởng đúng không? Và em gửi chị tiền để chị nộp đảng phí giúp em, 25 tháng. Đấy, hôm nay chị chứng kiến là em đến như ông ấy đang trốn tránh ấy kìa. Thế thì chị ơi, chị giúp em cho em biết là ông ấy lấy lý do gì để ông ấy không nhận cái tiền đảng phí này chị nhỉ? Ông trả lời như nào ạ? Chị không biết. Nhưng ông ấy... Hôm đó là em ngồi ở trong phòng ông ấy để đến nộp đảng phí và đến có ý kiến về
cái thông báo mà ông ấy ép em phải kiểm điểm khi em không sai, thì ông ấy trốn ra ngoài. Thì cảm ơn chị đã có tinh thần đồng chí đồng nghiệp và giúp đỡ em để em được về. Đó là chị cầm hộ em cái hồ sơ và cái tiền đảng phí đóng 25 tháng để em được chuyển sinh hoạt đảng theo đúng quy định. Thế nhưng mà em cũng rất là ngạc nhiên khi hôm nay, đến hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2024 thì ông ấy cũng không nhận. Thế thì ông ấy, thứ nhất chị có thể truyền đạt lại hộ em là ông ấy lấy lý do gì để ông ấy không nhận cái tiền đảng phí mà chị nộp hộ không? Không, nhưng mà khi mà chị bảo là chị nộp hộ em ấy thì ông ấy từ chối, thì ông bảo là lý do gì không ạ? Để em còn làm việc với ông ấy. Không nói với chị cái gì cả, thì anh ấy chỉ bảo là gửi lại cho em thôi, thì chị em cầm. Tức là ông ấy chỉ nói rằng là gửi lại, không có lý do gì. Chị đưa cho ông ấy, chị nói như nào mà ông ấy bảo như thế ạ? Chị chỉ bảo là em nịch, em nhờ chị đưa cái này thì chị đưa thôi. Vâng, thế cảm ơn chị nhá, rồi em sẽ làm việc với ông sau. Đấy, không hiểu là ông ấy làm ăn kiểu gì mà đến giờ phút này ông ấy cũng không thực hiện cái chức trách nhiệm vụ, để rồi ông ấy làm khổ đảng viên, làm rối loạn chi bộ, làm rối loạn nhà trường như thế này đây. Đấy, ông không thu tiền đảng phí. Trách nhiệm của chi ủy, chi bộ là thu đảng phí mà ông không thu, để rồi ông vu khống rằng là không nộp. Người ta có bao nhiêu kiến nghị bằng văn bản qua bưu điện, người ta đến trực tiếp nộp cũng không nộp được. Đấy. Trong khi đó bây giờ người ta không còn công tác ở đây nữa. Giả sử ai đó có thể nộp chậm, nộp muộn thì cũng không thể gây khó khăn và để vu khống quy chụp ngược như này. Đấy.